Xin lỗi cho mình quảng cáo 30 giây nhé. Mời các bạn tham gia các cái khóa học tự động hóa của bên mình bằng cách vào trang web hoctudonghoa.com. Khi mà vào trang web ấy, thì chúng ta sẽ vào mục khóa học. Và ở đây thì có tất cả các cái khóa học tự động hóa về PLC, về SCADA cho các bạn tham khảo. Và hy vọng các bạn có thể đăng ký các cái khóa học này. Chi phí khóa học cũng không cao lắm. Cảm ơn các bạn. Trước hết thì chúng ta sẽ mở cái step 7 lên. Ở đây mình sử dụng cái step 7 phiên bản V5.5 nhé. Chúng ta tiếp tục nhấn Next và chọn CPU. Sau đó chúng ta sẽ chọn là Ladder. Next tiếp và đặt tên cho Project. Sau đó chúng ta nhấn Finish. Rồi chúng ta sẽ mở gối OB1 lên để mà lập trình. Vậy thì mình sẽ viết một cái chương trình đơn giản thôi. Trước hết thì mình sẽ tạo cái symbol đó. Ở đây chúng ta sẽ có nút nhấn Start này. Với miền nhớ là M0.0. Chúng ta sử dụng miền nhớ M tại vì cái đa số WinDC nó sẽ không nhận miền nhớ Y nhé. Và nút nhấn Stop thì cũng M luôn. Và tiếp theo là cái đen. Ở đây là một cái bài toán đơn giản. Và Q0.0 là miền nhớ. Nút nhấn Start, Stop và một cái đèn báo thôi. Mục đích là chúng ta kiểm tra kết nối giữa Flexible và S7300. Chúng ta sẽ lập trình đơn giản cho cái đèn này bằng hai cái nút nhấn Start, Stop bằng cái khối từ dưới như thế này. Các bạn thì học cơ bản qua thì cũng biết về cái cách lập trình cho cái đèn bằng hai nút nhấn như thế này rồi, đúng không nào? Cũng không chỉ là khó. Rồi, chúng ta lưu lại. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái phần mềm Flexible 2008 lên. Cái này thì tương đối là lâu rồi nhưng mà một số ứng dụng cũng đang sử dụng nó, cho nên là các bạn cũng có thể là học được. Chúng ta sẽ tạo một cái project mới bằng cách là sử dụng cái wizard này và nhấn cái nút Finish hoặc Next thì tùy các bạn. Mình sẽ nhấn Finish. Và đây chính là cái giao diện của cái screen của SCADA. Template này thì chúng ta xóa đi, tại vì không cần thiết. Template tức là cái nền đấy. Start screen. Chúng ta vào Start screen và đặt tên cho tên screen là kết nối đi. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập kết nối giữa WinGC Flexible và S7-300-400. Đặt tên gì cũng được, tùy các bạn nhé. Rồi ở cái tag ấy, thì chúng ta sẽ thêm 3 cái tag vừa rồi chúng ta đã tạo ở bên PLC S7-300. Đó là nút nhấn Start, Stop và cái đèn. Ở đây là miền nhớ M đúng không nào? M0.0. Và chọn cái cycle này là 100 mili giây cho nó nhanh nhé. Tức là 100 mili giây nó tác động một lần, nó cập nhật dữ liệu một lần. Tương tự cho nút nhấn Stop và cái đèn. Chúng ta chỉ cần định nghĩa cái miền nhớ rồi đặt tên cho nó là ok. Ok rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hai cái nút nhấn và một cái đèn nhé. Trước hết thì mình sẽ vẽ một cái đèn đó. Cái đèn thì sử dụng cái hình tròn thôi. Hai cái nút nhấn On và Off tức là bật tắt. Chúng ta sẽ đổi tên cho nó là Start và Stop thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gán tag cho nút nhấn này vào mục Events. Chúng ta vào một click operate. Chúng ta sẽ thêm cái chức năng đó chính là chọn set bit. Và ở đây là chọn cái tag cho nó.
Nút nhấn Start đúng không nào? Đồng thời khi mà thả ra tức là release đấy. Nút nhấn thì có nhấn vào và thả ra. Nhấn vào thì set bit, mà thả ra thì chúng ta reset bit. Đấy. Thì nó là như là một cái nút nhấn bình thường thôi, đúng không? Nhấn vào thì nó có điện và thả ra thì nó mất điện, tương tự như là set bit và reset bit thôi. Cho hai nút nhấn chúng ta đã gán xong bit, bây giờ chúng ta sẽ gán cái thuộc tính cho cái đèn và một appearance chọn đèn báo. Chọn tag là đèn báo nhé. Sau đó chọn bit là 0 và giá trị 1. Khi mà giá trị 1 thì chúng ta cho màu đổi màu thành màu xanh. Đấy. Thì chúng ta đã gán xong cái tag cho nút nhấn và cái đèn rồi. Bây giờ qua step 7 chúng ta sẽ chạy simulation lên nhé. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng PLC sim. Các bạn có PLC thực thì cũng có thể sử dụng. Chúng ta sẽ thử check với step 7 vào. Download chương trình xuống. Chúng ta check như bình thường thôi nhé. Cái này thì tất cả các bạn đều biết rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ download xuống. Sau đó nhấn chọn run ở bên PLC stream đi. Đồng thời đeo cái kính lên và chúng ta check nào. M0.0 thì đèn có điện đúng không nào? Mà M0.1 thì đèn mất điện. Đấy. Và quay trở lại GC Flexible, chúng ta chọn run để mà tiến hành chạy runtime lên. Chúng ta nhấn start. Đấy, không chạy đúng không nào? Quay trở lại chúng ta check một lát nhé. À, sai tác các bạn ạ. Đèn báo là Q, nhầm. Q chứ không phải là M đâu nhé. Q0.0. Chạy lại xem nào. Nhấn start thì đèn xanh rồi đúng không? Tức là đã kết nối được WinGC Flexible và S7300 qua cái phần mềm là Step 7 V5.5. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bài giảng của mình kết thúc ở đây nhé.